Nhật Tây Audio trân trọng kính chào tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh review sản phẩm của chúng tôi. Thưa anh chị và các bạn, ngày hôm nay thì Nhật Tây Audio xin được review và giới thiệu cho anh chị và các bạn chúng ta một trong những cái mẫu sản phẩm mới nhất trong năm 2021. Đây là dòng sản phẩm loa kéo di động, loa karaoke công suất lớn anh chị nha. Và trước mắt anh chị đây là sản phẩm đến từ thương hiệu của Fozen. Đây là hàng chính hãng của công ty Fozen anh chị ha. Thì nó được thiết kế rất là khoa học và đẹp, sang trọng và cho âm thanh công suất rất là lớn với một cái mức giá phải chăng. Ngay bây giờ thì Nhật Tây sẽ đi review chi tiết luôn. Trước tiên là về phần thiết kế, sau là về phần test nhạc và thứ ba là test chất lượng karaoke. Thì Nhật Tây sẽ review cho anh chị và các bạn chúng ta xem ha. Thì loa này có mã số là Fozen V15AR anh chị nhé. Đây là phiên bản loa cột ha, có cắm cột di động. Thì cái tiến hành lắp ráp vào thì rất là dễ anh chị. Chỉ có một cái cây trụ như thế này và một cái thùng loa rời và một cái thùng bass. Chúng ta sẽ đi review chi tiết. 15AR này nó được trang bị cho mình gồm hai bộ phận chính. Đó chính là một thùng bass ở bên dưới và một phần trép ở bên trung ở bên trên ha anh chị. Thì với cái thùng bass này thì nó được trang bị ở bên dưới là gồm có một cái bass 40 ha anh chị, một cái bass 40 và cái thùng thì được trang bị bằng thùng gỗ ha anh chị. Bên ngoài thì đây là màn lưới bằng kim loại để bảo vệ cái loa bass ở bên trong. Có màu sơn chủ đạo là màu xám ha anh chị, nhìn rất là sang luôn. Về bốn cạnh của thùng dưới thì Nhật Tây sẽ quay cho anh chị xem. Nó có được trang bị cho mình có hai quay sách ở hai bên và ở đây có cái phần là phần bỏ cái bình nữa. Khi mà chúng ta muốn thay cái bình khác thì chúng ta chỉ việc là tháo rời cái mấy con ốc này ở đây ra và chúng ta thay bình một cách rất là tiện lợi luôn, không có phải là tháo nguyên cái loa ra anh chị ha. Thì đây là một trong những cái thiết kế mới của Fozen mà Nhật Tây cảm thấy là nó là một cái ưu điểm. Phần mạch thì được trang bị ở đằng sau, phần mạch thì được trang bị ở đằng sau ha anh chị. Đây mạch này thì Nhật Tây cũng nói chi tiết luôn. Nó có các chức năng sau đây. Đầu tiên là gồm có các nút chỉnh là nút volume. Volume này là nút âm lượng của nhạc ha, âm lượng của nhạc. Có phần chép nhạc, bass nhạc, delay, echo, mid bass, mid chép và volume của mic, volume của các lỗ nhạc cụ. Thì ở đây là có bốn cái lỗ cắm nhạc cụ ha anh chị. Có thể cắm được lỗ guitar 1 nè, guitar 2 nè, mic 1 nè, mic 2 nè. Tức là khi mà chúng ta có cái guitar hoặc là cái đàn organ đó, chúng ta muốn kết nối chung với dàn này thì vẫn có thể kết nối hát được ha anh chị ha. Dưới đây là phần audio out và audio in. Audio out là gì? Tức là cái ngõ ra âm thanh cho cái jack AV đỏ trắng ha. Chúng ta muốn truyền qua một cái thiết bị nhận âm thanh khác thì chúng ta sẽ truyền qua cái cổng này. Hoặc là muốn nhận cái âm thanh của TV mà kết nối bằng dây đó, thì kết nối bằng dây thì chúng ta sẽ nhận cái âm thanh từ cái cổng này ha anh chị. Còn kết nối Bluetooth thì chúng ta chỉ việc mở Bluetooth ra và dò là sẽ có thôi. Rồi tiếp tục nữa thì ở đây nó có đầy đủ ha. Công ty này sản xuất ở đâu công ty là địa chỉ của công ty sản xuất luôn nha anh chị nha. Được lắp ráp tại Việt Nam. Mã số là V15AR, có ghi rất là đầy đủ luôn. Đây là có cái công tắc nguồn ha. Công tắc nguồn ở đây thì một trong những cái ưu điểm của dòng sản phẩm này là có thể là cắm điện nguồn trực tiếp 220 sử dụng mà không sợ tổn hại đến bình ha. Bởi vì nó có cái chức năng là tách riêng bình và nguồn ha. Khi mà chúng ta sử dụng bằng bình á, thì chúng ta sẽ gạt lên DC nè. Giống như ở đây thì Nhật Tây gạt lên DC và đang sử dụng bình, không có cắm nguồn ha. Còn khi nào chúng ta muốn sử dụng nguồn thì chúng ta sẽ cắm 220 này và vào cái cổng nguồn này. Và sau đó thì chúng ta sẽ gạt qua cái gạt xuống dưới này ha, gạt xuống dưới này như này. Như vậy là nó sẽ cắm cái nhận nguồn 220 vào đó. Rồi tiếp tục nữa là khi mà chúng ta sạc thì chúng ta sẽ gạt ở chế độ ở giữa ha. Đây chúng ta gạt qua ở giữa này. Khi đó là nó chỉ có sạc thôi, nó tắt và sạc. Thì khi mà mai mốt anh chị mua về thì anh chị chỉ bật chế độ này là chúng ta tắt ha anh chị. Bật chế độ ở giữa luôn nha. Ngoài ra thì nếu mà đã cắm nguồn như vậy rồi, nếu như mà anh chị đi du lịch đó, chúng ta có thể là đem thêm một cái bình ắc quy ha, bình ắc quy 12V. Nếu như mà chỗ mình du lịch nó không có điện ở ngoài trời thì chúng ta chỉ cần vác thêm cái bình ắc quy 12V, chúng ta để vào trong cái cốp xe rồi sau đó chúng ta sẽ lấy ra và cắm nguồn trực tiếp vào trong này mà chúng ta hát karaoke thôi. Chứ chúng ta không cần phải là đi cắm điện hoặc là đi nhờ câu điện nhờ người ta làm gì cả ha. Đây nó có hỗ trợ luôn. Về các nút chỉnh thì cái dòng sản phẩm này anh chị, nó có thể là cắm được cho USB để mà nghe nhạc ha. Cắm USB vào đây là chúng ta sẽ phát nhạc từ USB nha. Rồi ở đây nó có chức năng gì? Chức năng là Bluetooth nè ha, có thể kết nối Bluetooth này, kết nối được với TV ha. Rồi xoay vòng bài hát, nút dừng, tới lui bài hát nha. Thì đây là những trong những cái chức năng của bo mạch. Thì nhìn chung bo mạch này là nó đã đầy đủ những cái chức năng mà hiện đại bây giờ chúng ta đang sử dụng rồi. Thì khi mà chúng ta kết nối cái dàn âm thanh này lên cái loa trên thì chúng ta sẽ thông qua cái jack cắm, đó chính là jack speed tông ha anh chị ha. Khi mà chúng ta mở ra đây nè, chúng ta không sử dụng thì chúng ta có thể tháo ra và bỏ vào trong cốp xe, rất là tiện lợi luôn. Rồi chúng ta gắn vào nè. Đó, như vậy là nó đã vào rồi. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thêm xem là cái thùng loa trên là nó được thiết kế như thế nào ha anh chị. Rồi, cái thùng loa trên thì anh chị nhìn thấy không ạ? Nó rất là đẹp, nhìn rất là gọn ha. Cái nó được trang bị trước tiên là có một cái cây trụ ở đây. Thì nó sẽ vặn vào, nó sẽ cố định cái cây này. Và cái thùng này thì nó chỉ việc là nhấc lên là xong ha. Chúng ta nhấc thử nè. Rồi, nhấc lên là xong anh chị. Nhìn nó rất là gọn thôi chứ nó cũng không có quá cầu kỳ đó. Dạ. Chỉ như vậy là chúng ta ráp xong. Thì trên này nó cũng được làm bằng thùng gỗ nè. Thùng gỗ, lưới cũng bằng kim loại ha. Và nó được trang bị cho mình gồm có hai loa trung 16 và một loa chép ha, hai loa trung 16 và một loa chép. Thì phải nói là khi mà kết hợp như vậy cho ra âm thanh rất là hay anh chị. Tí nữa thì chúng ta sẽ cùng nghe nhạc thôi nha. Tiếp tục nữa là đằng sau cái loa này ha, đằng sau cái loa này nó cũng được trang bị cho mình có một cái jack cắm bít tông. Đó, nó cũng như cái kia thôi. Khi mà chúng ta tháo ra thì chúng ta sẽ kết nối lại rất là dễ, vặn qua là xong rồi, cứng ngắc. Rồi tiếp tục nữa chúng ta sẽ cùng xem là nó sử dụng cái dòng micro gì. Đây là một trong những cái dòng micro mà Nhật Tây thấy là cái đầu tiên là về thiết kế rất là nặng, cầm rất là nặng luôn, rất là chắc tay. Và micro này bằng kim loại ha. Nó hát trên tần số UHF ha anh chị, hát trên tần số UHF và karaoke phải nói là cũng rất là tuyệt vời, cũng rất là tuyệt vời nha. So với lại cái tầm giá của nó. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là cái kích thước của cái thùng loa này là bao nhiêu ha anh chị, để chúng ta xem là nó có phù hợp với cái căn nhà của mình hay không. Về cái thùng loa này thì thùng loa dưới ha, nó ngang là khoảng chừng 50, nó bị sâu ra khoảng chừng 50 ha anh chị ha. 55, bề sâu ra khoảng chừng 55. Và cái bề ngang của nó, bề ngang là 45 ha, 45. Thì nó kích thước như vậy thì cũng rất là ok. Và nó cao lên ha, cao lên từ cái thùng này cho đến đây thì khoảng chừng 1m55 chị ha, 1m55, 1m6. Thì nhìn chung cái thùng này nó có một cái kích thước gọn thì rất là gọn. Nhưng mà khi mà một trong những cái ưu điểm chính mà Nhật Tây muốn nhấn mạnh là chúng ta có thể tháo rời nó ra và di chuyển rất là tiện lợi luôn. Ngay bây giờ thì Nhật Tây sẽ tiến hành test nhạc nè và cái chất lượng karaoke cho anh chị và các bạn chúng ta cùng nghe thử về cái dòng sản phẩm Fozen V15AR hàng chính hãng của công ty Fozen. Anh chị và các bạn chúng ta nghe và hãy trải nghiệm cái âm thanh thực tế của chúng tôi bằng việc là chúng ta hãy đeo cái tai nghe của mình vào để mà cảm nhận cái âm thanh một cách hay nhất ha anh chị. Và ngay bây giờ mời anh chị và các bạn chúng ta cùng nghe nhạc nha. Dưới ánh trăng năm nào ta là ngồi bên nhau, nghe nước trôi qua cầu in hình bóng đôi đầu. Trong mây sương lạnh nung chín hơi ấm cùng nhau, có tiếng ai thầm bước cho chúng mình nào nào. Nhớ những hôm ta ngọc ta hẹn hò sóng chơi, em có ngây thơ dại anh thì mới lên mơ ơi. Ta lên vùng đồi cao đầy hoa lá vàng tươi, hai trái cây còn sống hai đứa mình chia đôi. Ôi tháng năm đã karaoke Fozen V15AR Hoa Xin. Sau đây thì sẽ test chất lượng karaoke cho anh chị cùng bài chúng ta cùng nghe ha. Rừng hoa đẹp nhất hoa màu tím, chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim. Có người con gái xuân vơi vơi, tóc còn ngăn ngắn chưa đầy buổi. Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím, những đôi hoa sim. Đừng nhìn xinh tím hoang biên biển, như chồng chinh chiến biển xa sông. Ôi lấy chồng chiến binh, lấy chồng thời chiến tranh, mấy người đi trở lại giờ đi. Người em gái tôi thương, đời tôi là chiến binh rừng núi, thường ngày qua những đôi hoa sim. Thấy cành sim tím thương vô bờ, không còn nữa. Tại sao nàng vẫn yêu màu tím, màu buồn tan vai không nên, để chiều sim tím hoang biên biển. Đi mình tôi không chuyện hoa. Wow, chất lượng rất là tuyệt vời chị ha, rất là hay luôn. Và đây thì ta hát rất là thoải mái và không sợ bị hú. Khi mà chúng ta hát karaoke thì hãy đặt cái loa lệch lệch một chút xíu, và đặt đứng giống như cái vị trí của tôi đang đứng bây giờ ha chị. Chồng chiến binh, lấy chồng thời chiến tranh, mấy người đi trở lại. Giờ khi mình đi mãi, giờ khi mình không về, thì thương người vợ bé bóng chiều quê. Nhưng không trên người chất khói lửa, mà trên người gái nhỏ phương, mà trên người em gái tôi thương. Đời tôi là chiến binh rừng núi, thường ngày qua những đôi hoa sim. Thấy cành sim tím thương vô bờ, không còn nữa. Tại sao nàng vẫn yêu màu tím, màu buồn tan vai không em, để chiều sim tím hoang biên biển, để một mình linh sáu bảy hai linh quan linh 267. Thưa anh chị và các bạn, thì vừa rồi thì Nhật Tây cũng đã tiến hành test karaoke cho anh chị và các bạn chúng ta nghe thử, và cái chất lượng âm thanh ở đây thì Nhật Tây cảm thấy là nó đem lại rất là vượt trội ở chỗ là cái công suất nó rất là lớn anh chị. Tuy là cái dòng loa bass 40 thôi ha, bass 40 thôi, nhưng mà nó không khác gì với những cái dòng loa đôi mà trước đây Nhật Tây đã ráp anh chị. Nghe công suất nó rất là tuyệt vời và âm thanh nghe cũng rất là hay. Thì đây là một trong những cái mẫu sản phẩm mà Nhật Tây cảm thấy là nó rất đáng tiền để cho anh chị lựa chọn. Nếu mà anh chị có muốn đến đây test loa thì vui lòng đến tại địa chỉ của chúng tôi ở số 8B5 đường Hà Huy Giáp, phường Thành Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh ha. Và anh chị có trực tiếp liên hệ với Nhật Tây Audio qua số điện thoại 0797989656. Rồi, một lần nữa thì anh chị vui lòng mà đọc ở bên dưới cái phần mô tả ha. Nhật Tây sẽ để lại cái thông tin chi tiết về dòng sản phẩm này. Và cái thứ hai nữa là sẽ để một số cái đường link video review những cái dòng sản phẩm khác karaoke giá rẻ, loại tầm triệu mấy cũng có anh chị ha. Thì cho tất cả quý khách hàng nào chúng ta với cái phần khúc giá tầm tiền nào thì mình cũng mua được những cái sản phẩm karaoke phù hợp với túi tiền của mình ha anh chị. Rồi, hoặc là anh chị có thể là truy cập trang web của chúng tôi là nhậtdayaudio.com để mà xem những cái sản phẩm mới nhất hiện nay ha anh chị. Rồi, một nữa xin được cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã quan tâm. Một nữa thì xin được cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video review của Nhật Tây ha anh chị. Nếu mà anh chị cảm thấy hay và hữu ích thì mong anh chị và các bạn chúng ta hãy đăng ký kênh và cũng như là bấm like cái video này và để ủng hộ những cái món quà tinh thần cho Nhật Tây ha. Rồi, video Nhật Tây xin được tạm ngưng. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video review tiếp theo.